Xin chào các bạn và các em nhỏ. Hôm nay mình sẽ ăn ổ ong hoàng đế với bánh mì nha các bạn. Bây giờ mình sẽ mở ổ ong ra ăn cho các bạn xem nha. Đó, hy vọng là ăn với bánh mì thì mình sẽ nuốt được cái sáp ong này ha. Chứ bình thường mình nhai không bao giờ mà đi hết cái sáp ong được ấy các bạn. Để xem có ngon, có hấp dẫn hơn, có đỡ ớn hơn được trước. Mình ăn nguyên cái ổ ong hoàng đế mình ăn không nổi các bạn. Bây giờ thử xem sao nha. Mình sẽ mở ổ ong này ra. Thì ổ ong này mình mua là 25 đô. Đổi ra tiền Việt đó là 580.000 tiền Việt Nam nha các bạn. Đó. Thì như lần trước mình cũng ăn ổ ong này rồi. Chắc là 1 triệu 3 hay 1 triệu 2 người xem gì các bạn ơi. Bây giờ mình thử với bánh mì nha. Đó, các bạn yêu cầu mình ăn ổ ong lại đi. Rồi ăn kèm với bánh mì. Đó, đó, đó. Đó, bây giờ mình sẽ mở ổ ong này cho các bạn xem nha. Wow. Ngọt ngọt này các bạn ơi. Nó ra mật, nó chảy mật ra luôn. Coi nè. Ta để ở trong cái hộp xốp. Chuẩn bị ăn cái ổ ong này là nó hơi dơ nha các bạn. Các bạn đừng có la mình nha, nó dơ lắm. Coi. Nó chảy mật tùm lum hết. Đó, đó, chưa gì nó đã muốn ngã rồi. Cái đợt này mình để trong cái khung gỗ này mình ăn luôn nha các bạn. Ra cái lớp ngoài cùng. Đợt trước không biết sao mình can đảm dữ. Mình ăn nguyên ổ ong này, ăn không, không có kẹp và bánh mì. Đợt này kinh nghiệm rồi, ăn nó ngọt quá. Giờ sao đây? Đó. Đó, coi. Nó ra mật nè. Khiếp chưa? Bạn nào thích ăn ngọt? Là bánh mì có chút xíu bơ, có chút xíu sữa. Cái kiểu bánh mì này ngon nha các bạn. Để xem gì. Miếng bánh mì chắc 2 miếng kẹp là đủ rồi ha. Đây đây các bạn. Đây, mình nghĩ kẹp 2 miếng bánh mì. 2 miếng bánh mì nó thơm các bạn ơi. Thơm mùi bơ sữa, bột mì. Bây giờ mình sẽ cắt một miếng để mình ăn nha. Nhìn miếng mật ong, mật ngọt nó chảy đường ra ngon quá các bạn ơi. Đó. Đây. Rồi. Wow. Nhìn mật nó chảy ngọt ra thì ngon. Tới đây lại có một sợi dây thép. Thì mình cắt tiếp. Giờ mình lấy được chưa? Nhìn miếng mật ong rất là ngon các bạn ơi. Bây giờ mình sẽ đẩy miếng mật ong cho nó rớt vô miếng bánh mì. Wow, nó nặng quá. Thấy cân chưa? Thấy cân chưa? Đó, bạn xem. Thử mình ăn hết miếng này không nha. Wow. Nó ngon lắm các bạn. Tuyệt vời. Mình mua cái miếng này mình về mình để trong nhà mình biết chắc cả tháng rồi bây giờ mới ăn á. Mà mật ong này để càng lâu càng ngon. Đó. Các bạn ơi, bây giờ mình kẹp miếng mật ong với bánh mì. Xin mời các bạn và các em nhỏ cùng ăn thử với mình nha. Các bạn nhìn mật ong mà nó chảy mật ngọt ra nhìn thấy ngon quá các bạn ơi. Mình muốn ăn không trước một miếng. Ăn nội mật ong thôi, riêng mật ong thôi. Sau đó mình sẽ kẹp với bánh mì sau nha. 1, 2, 3, ngọt ơi là ngọt. Cái này á, ăn nó dính miệng. Mà nó dẻo đều à. Mình nhai cái miệng mình á, nó cũng dẻo theo. Cho nên các bạn thấy cái sáp ong à, không thể nào nuốt được cái sáp á. Ăn tiếp nè.
Mật ong nó ngọt mà nó không có ngọt gắt, nó có hết chút xíu vị chua chua chua, rồi mình ngửi thấy mùi mật của những cái bông hoa đó các bạn. Ăn nó nghe mùi phấn hương hoa, nó rất là thơm. Cái video trước thì mình ăn mật ong mình thấy thơm quá, mình liếm thử cái gỗ thì nó có thơm không, mà thiệt ra cái mật ong này nó thơm các bạn. Đợt này chắc cắn luôn gỗ đó, gỗ là gỗ thôi, không có thơm. Ngọt. Cái loại mật ong này nó rất là ngon, nó nhẹ nhàng hơn tất cả những loại mật ong mình ăn. Mình thấy cái mật ong này là ngon nhất. Các bạn thấy em đang ăn nè, nó rõ, nó nhỏ mật ngọt xuống. Các bạn nói ăn mật ong á, cắn cắn cái miếng bự bự lên, các bạn thử thử mua về cắn thử đi, cắn bự nhai không được, nó ngọt quá mà nó ớn á, mình nhai không được cho nên mình cắn vừa vừa thôi. Cắn bự bảo đảm là mình sẽ nôn ra đó, bự mình nhai không được đâu, tại vì mật ngọt nó dẻo mà nó dính, cho nên từ từ thủng thỉnh nhai. Đợt này để cái ổ ong đây. Bây giờ mình ăn thử mấy miếng, nhai hút hết cái nước ngọt, xong rồi cái miệng mình á nó sát lắm, nó còn hoài mình có muốn nuốt cũng nuốt được, hơi dai như xin gum. Miếng này mình ăn tạm thời mình để qua một bên, mình sẽ lấy một miếng bự nha các bạn, mình kẹp cho vừa cái bánh mì đó. Nhìn hấp dẫn ha. Đó đó, cái miếng này là hợp cho cái miếng bánh mì này ha. Wow. Wow các bạn. Nhìn. Đúng là mật ngọt. Nó ngọt, nó chảy mật ra. Đó. Đứng không nổi. Rồi bây giờ nó đứng nổi rồi đó. Đó, bây giờ mình mới bắt đầu thử miếng mật ong này với bánh mì nha. Đây, mời các bạn cùng ăn mật ong với bánh mì với mình nha. Không biết sao đây. Mình thấy các bạn ở trên online ăn á, nói là khi kẹp với bánh mì sẽ nuốt được những cái sáp ong này nè các bạn. Mà mình thấy đúng thiệt, bỏ vô miệng nhai nuốt được nha các bạn. Nó trộn lẫn với bánh mì, nuốt cái ợt kia không không có vướng. Ăn tiếp thôi. Nó ngon hơn, nó đỡ ngọt hơn đây các bạn, nhưng mà ăn nhiều ngọt không có tốt thôi các bạn ơi, dễ bị cao đường lắm. Cũng rất là ngon. Cái mật á, cái mật ngọt nè, nó bám vô răng mình á, nó hay bị đau răng lắm nha các bạn. Có bánh mì nuốt luôn cái xác, mình biết vô có tiêu được không ha. Hay vô ngày mai, ngày mai thấy toàn là sáp ong thôi. Ừ.
Bạn nào thích ăn ngọt không? Ngồi đây ăn đấu với mình ha. Ai mà đi thi đấu ăn ngọt với mình chắc là mình thua chắc. Nó ngon quá, nhưng mà nó ngọt. Mới ăn thì cảm thấy ngọt vừa vừa. Cái ăn hai ba miếng cảm thấy ngọt hơn cái vừa vừa. Bây giờ nó ớn quá, nó thành ngọt ngọt quá các bạn ơi. Giống như cơ thể mình nó chịu ngọt không được á. Mình để bánh mì ra nha các bạn. Mình để bánh mì ra các bạn ơi. Mình ăn chung với bánh mì á là nó bắt mình phải nuốt luôn cái sáp ong, cho nên mình không có muốn nặng ruột của cái sáp ong thì mình lấy riêng ra mình ăn nha. Nhiều bạn nói ăn mật ong á nó say, mình mới ăn mấy miếng mình biết á. Bây giờ vị say, cơm say á, nó leo thang các bạn, leo từ số 1 rồi chuẩn bị lên số 2. Nó làm sao á, nó làm sao ta. Bây giờ cảnh vật ở dưới mắt mình á, nó hơi ảo ảo chút xíu, như là mình bị say á. Đợt trước mình ăn mình không biết, giờ mình để ý mới biết nè. Ăn nhiều mật ong say nha, nhưng mà mình ăn hết miếng này không biết, thử xem. Các ăn cái vị ngọt nó càng thốn thốn vô trong cái vị giác của mình, nó khó chịu. Mắt mình thì như đom đóm, nó lao đao sao sao ở trước mắt. Không biết có nên ăn nữa không. Đợt trước á mình ăn ổ ong mật hoàng đế, là cái ổ này nè, Vinh Nguyễn Thị ăn ổ ong mật hoàng đế, mình ăn nguyên cái ổ luôn. Mà hình như đợt trước mình ăn mình thấy mình ăn nhiều hơn, sao bây giờ mình ăn không có nổi bằng đợt trước người ta. Nó dính mà nó ngọt quá, nó ngọt mà nó chát, nó bị là giống như bị dột cả môi với cả lưỡi luôn các bạn. Nó ngọt vậy đó. Mới ăn á thì không thấy ngọt lắm. Để nó đưa mình vào cơn say ngọt. Chắc hôm nay mình dừng ở đây quá các bạn ơi, ăn không nổi nữa đó. Để ăn thử cái miếng lỗ lỗ này xem sao. Đó. Các bạn nào nói hội chứng sợ lỗ nè. Đó, các bạn nhìn mấy cái lỗ các bạn sợ nè. Mình ăn cái lỗ cho các bạn hết sợ nha. Cái này á lại bớt bớt mật rồi. Chỉ còn sáp.
mình không ăn được nó ngọt lắm. Nó đuối luôn các bạn ơi, vị ngọt nó nặng trì cái cổ họng mà nó cảm giác tê tái, ngọt tê tái. Quá, wow, uống miếng nước nó đã gì đâu. Các bạn ơi, hôm nay mình đã thử xong ổ ong mật hoàng đế với bánh mì và ăn nội ong mật thôi, thì cảm thấy ăn cái nào nó cũng ớn hết trơn, nó ngọt quá. Mình chịu thua các bạn ơi. Mình tạm dừng video ở đây nha. Các bạn xem video của mình thì các bạn thấy thích, các bạn nhấn nút like giúp mình nha. Đăng ký, nhớ đăng ký để được nhận những video mới của kênh Vinh Nguyễn Thị Cuộc Sống Mỹ. Và mình có một kênh mới nữa là Vinh Nguyễn Thị Nấu Ăn Hái Lượm. Mong rằng các bạn ủng hộ giúp kênh Vinh Nguyễn Thị Nấu Ăn Hái Lượm giúp mình nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ. Tạm biệt các bạn. Chúc các bạn một ngày thiệt là vui vẻ và tạm biệt các bạn. Đó, ăn xong cái ngọt á, cười không nổi luôn các bạn. Nó bị dính răng, rồi nó dính lưỡi, rồi nó ngọt quá mà nó chát luôn. Nó gắt. Tạm biệt các bạn nha.